Trinh Linh xin thân chào các bạn thân mến. Hôm nay giới thiệu với các bạn chủ đề di trú Úc 2024 quy định mới. Hay nói khác hơn, chỉ tiêu nhập cư Úc 2024-2025. Các bạn thân mến, trong tài khoá 2024-2025, chính phủ Úc đã có thông báo chỉ tiêu nước Úc cho chương trình nhập cư là 185.000 visa nhập cư vào Úc cho tất cả các di dân các nước trên thế giới muốn nhập cư vào nước Úc để định cư. Đây là công báo ngân sách liên bang của chính phủ Úc mới nhất. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này các bạn nhé. So với tờ khóa 23-24, con số di dân nhập cư lần này giảm khoảng 5.000 visa. Có nghĩa là trước đây 2023-2024, chính phủ Úc cho phép 190.000 visa di dân nhập cư định cư ở Úc. Bởi vì sau khi cân đối mọi mặt của đời sống xã hội, kinh tế v.v. thì lần này số lượng người được nhập cư và Úc tờ khóa 2024-2025 là 185.000 visa cho tất cả các thể loại. Đặc biệt trong tờ khóa 2024-2025, chính phủ Úc chú trọng đến loại visa tay nghề cao, skill stream, để làm việc trong lĩnh vực chuyên môn cao. Khi nhập cư vào Úc có nhiều loại visa, nhưng đặc biệt trong tờ khóa này, chính phủ Úc chú trọng đến loại visa chuyên viên tay nghề cao, tức là skill stream, để làm việc trong mọi lĩnh vực chuyên môn cao của nước Úc. Số lượng visa này là 132.000 visa chỉ tiêu tay nghề chuyên viên bậc cao để xây dựng nước Úc, chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng 70%. Có nghĩa là số lượng visa tay nghề cao là một trong những cái số lượng được chính phủ Úc nâng cao và cần thiết trong tài khoá 24-25 là 132.000 chỉ tiêu tay nghề chuyên viên bậc cao để đến làm việc và xây dựng nước Úc. Có nghĩa là mỗi một tờ khóa nước Úc cần những ngành nghề nào để xây dựng nước Úc theo chỉ tiêu của tờ khóa đó. Ví dụ như những ngành nghề y tế hoặc giáo dục cần thiết thì sẽ có những visa ưu tiên cho những ngành này. Hoặc là những năm có những ngành nghề rất cần thiết cho ngành xây dựng hoặc về lĩnh vực IT thì chính phủ sẽ có những chương trình visa này cao hơn. Đó là những cái chính sách của chính phủ tùy theo tài khoá mỗi một cái năm. Bởi vì nước Úc cần chuyên viên tay nghề bậc cao và có nhiều kinh nghiệm, đã làm việc ở nước ngoài về chuyên môn đã học. Nhưng chuyên viên tay nghề bậc cao đòi hỏi những người này phải có ít nhất là bằng tốt nghiệp đại học chuyên môn ở nước ngoài. Và thứ hai, trong quá trình công tác ở nước ngoài có kinh nghiệm chuyên môn càng lâu dài thì càng tốt, bởi vì nước Úc rất cần những người có kinh nghiệm chuyên môn để làm việc. Và nếu kinh nghiệm càng nhiều thì cái điểm chấm điểm cho định cư càng cao về lĩnh vực chuyên môn nếu có kinh nghiệm cao ở nước ngoài. Đặc biệt chính phủ chú ý những khu vực Region Úc và visa cho doanh nghiệp có nhu cầu bảo lãnh. Trong tờ khóa này, đặc biệt những vùng nước Úc gọi là Regional Úc, tức là những vùng ở vùng xa, vùng sâu, ngoại trừ những thành phố lớn Sydney, Melbourne và Brisbane, thì ngoài ra những vùng sâu, vùng xa là chính phủ các tiểu bang là rất cần nhân viên tay nghề cao đến làm việc những nơi này, trừ ba thành phố lớn Melbourne, Sydney và Brisbane gọi là Regional Úc.
và visa do doanh nghiệp có nhu cầu bảo lãnh. Đặc biệt là những công ty, những doanh nghiệp Úc có nhu cầu bảo lãnh những cái nhân viên tay nghề cao thì xin phép Bộ Di trú Úc để bảo lãnh cũng lục diện ưu tiên trong tài khoá này. Và visa cho các tiểu bang có nhu cầu lao động để xây dựng tiểu bang các vùng lãnh thổ region. Có nghĩa là những tiểu bang nào có những nhu cầu về những lĩnh vực chuyên môn theo ngành nghề khác nhau thì những tiểu bang đó cũng có thể được chính phủ Úc cho phép tuyển những nhân viên tay nghề bậc cao đến làm việc và định cư Úc. Nói tóm lại, có ba cái lĩnh vực quan trọng, tức là lĩnh vực vùng region Úc, tức là những trừ ba thành phố Melbourne, Sydney và Brisbane. Và thứ hai là những công ty và doanh nghiệp cần người bảo lãnh. Và thứ ba là các tiểu bang có nhu cầu lao động để xây dựng tiểu bang thì các tiểu bang này cũng xin phép được chính phủ Úc cho tuyển nhập cư. Vậy căn cứ vào visa tay nghề làm việc ở vùng region và visa các doanh nghiệp bảo trợ đến làm việc tại các công ty lần được trình bày ngắn gọn sau đây. Tức là muốn có được những visa tay nghề làm việc ở những vùng region nước Úc và visa các doanh nghiệp cơ bản, các bạn cần phải chú ý. Thứ nhất, region là khu vực ở ngoài ba thành phố lớn Sydney, Melbourne và Brisbane, và hồ sơ được bảo lãnh bởi những công ty Úc đứng ra bảo lãnh. Visa vùng region là loại visa tay nghề cao do tiểu bang vùng lãnh thổ trừ ba thành phố Melbourne, Sydney và Brisbane đứng ra bảo lãnh, vì những cái tiểu bang này cần có những cái chuyên viên tay nghề cao đến làm việc hoặc người thân của những bạn ở những vùng xa này đứng ra bảo lãnh. Visa loại này là tạm trú được làm việc ở Úc 5 năm. Sau đó, nếu làm việc tốt, hội đủ các yếu tố sẽ được phép xin đơn xin visa định cư Úc. Có nghĩa là trong thời gian 5 năm làm việc ở những vùng region hoặc là công ty doanh nghiệp Úc bảo lãnh hoặc các tiểu bang đứng ra bảo lãnh để đến làm việc tạm trú là 5 năm. Nếu trong quá trình này những ứng viên nào có tinh thần làm việc tốt và có những sáng kiến xây dựng cho công ty thì công ty sẽ tiếp tục bảo lãnh các bạn và chứng nhận các bạn là những người làm việc tốt, sẽ hội đủ những yếu tố sẽ xin visa kế tiếp là visa định cư Úc, đó là giai đoạn 2. Trong trường hợp nào được xin visa định cư Úc đợt 2? Thứ nhất là tuổi từ 18 đến dưới 45, và tuổi càng thấp thì điểm càng cao. Trong thang điểm này sẽ tính điểm. Tuổi từ 25 tuổi đến 32 tuổi là được 30 điểm, đó là tuổi cao nhất. Dĩ nhiên trong tính điểm này, về cái điểm của bằng cấp, các bạn cũng được tính trong cột điểm trong bộ di trú trong lượt này. Và thứ hai đó là kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài cũng như tại Úc sẽ được cộng vào. Tổng số điểm trong cái visa xin được hai này ít nhất từ 65 điểm trở lên, bao gồm các điều kiện về bằng cấp chuyên môn đúng ngành nghề mà nước Úc cần. Thứ hai, các bạn có tinh thần làm việc tốt đối với công ty trong thời gian làm việc ở Úc. Thứ ba, tuổi dưới 45 tuổi, và tuổi càng thấp điểm càng cao. Và điều quan trọng là kinh nghiệm làm việc là chủ yếu, và hơn nữa tiếng Anh các bạn lưu loát thì được tính điểm ít nhất là từ 65 điểm trở lên để xin visa đợt 2 định cư Úc. Có bằng cấp đúng ngành nghề được chính phủ Úc cần những ngành nghề đã nêu trong cái đợt xin visa đợt 2 này. Kinh nghiệm làm việc và điểm thi, điểm Anh văn. Nếu điểm Anh văn IELTS từ 6 chấm trở lên
là quan trọng. Nếu 7 điểm được tính thêm 10 điểm và anh Văn 8 chấm thì được tính thêm 20 điểm. Đó là về vấn đề tiếng Anh. Về bằng cấp, nếu các bạn có bằng cao đẳng được tính 10 điểm, đại học hoặc thạc sĩ 15 điểm và nếu có bằng tiến sĩ là 20 điểm. Điểm kinh nghiệm làm việc ở ngoài nước Úc từ 5 năm đến 7 năm được 10 điểm. Nếu kinh nghiệm ở ngoài nước Úc mà các bạn làm việc trên 8 năm thì được tính 15 điểm. Nếu kinh nghiệm làm việc tại Úc thì thang điểm cao hơn. Nếu các bạn có kinh nghiệm làm việc ở tại nước Úc từ 3 đến 4 năm thì tính 10 điểm. Từ 5 năm đến 7 năm thì tính 15 điểm. Cơ bản là tính về điểm bằng cấp và thứ hai là tính điểm về kinh nghiệm và thứ ba là tính điểm về ăn năng. Cơ bản bảo lãnh từ các công ty doanh nghiệp Úc đứng ra bảo lãnh cũng tương tự như trên. Đặc biệt những chứng từ chứng minh phải được công chứng qua tiếng Anh có bản photo đóng dấu thị thực. Trình độ tiếng Anh là tối quan trọng, cần phải chuẩn bị nhiều càng tốt vì đây là cửa ngõ giao tế trong công việc khi các bạn được định cư ở. Trên đây là những cái chỉ tiêu của những ngành nghề mà Bộ Di trú Úc cần ở năm 2024-2025 và đặc biệt ở ba cái lĩnh vực là chuyên viên bậc cao làm việc ở những vùng region, tức là ngoài ba thành phố lớn Melbourne, Sydney và Brisbane. Và thứ hai là những chuyên viên được các công ty doanh nghiệp Úc cần người làm việc đứng ra bảo lãnh và thứ ba là các tiểu bang có những tài khoá cần thiết những chuyên viên bậc cao đứng ra bảo lãnh. Đó là những điều rất được ưu tiên trong visa 2024-2025 trong thời điểm này. Và khi tính điểm tối thiểu trung bình để được là 65 điểm căn cứ vào bằng cấp, trình độ tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc. Đó là những yếu tố chính mà chúng ta đã được tham khảo ở trên. Trong năm tài khóa 2024-2025, chương trình nhập cư 185.000 visa cho tất cả di dân trên toàn thế giới, đặc biệt là những di dân có trình độ chuyên viên tay nghề bậc cao được ưu tiên. Như vậy, trên đây chúng ta nhận thấy di dân tay nghề bậc cao là tỷ lệ cao nhất của ngân sách tài khóa Úc 2024-2025. Những ấn đơn nào có đầy đủ điều kiện và tinh thần chọn lựa Úc là quê hương thứ hai để làm việc nên tiến hành càng sớm càng tốt. Đây là cơ hội cho những bạn có hướng đi theo diện visa chuyên viên tay nghề bậc cao. Các bạn thân mến, hàng năm chính phủ Úc có những chương trình visa các diện tay nghề và ngành nghề khác nhau. Do đó, đây là những cơ hội tốt dành cho những bạn trẻ nào có tinh thần cầu tiến, muốn chọn Úc là quê hương thứ hai để định cư và làm việc. Đây là cơ hội tốt các bạn. Trinh xin thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi quan tâm những video clip của Trinh trước đây và sau này. Khi xem, các bạn nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh, subscribe. Thành thật cảm ơn các bạn. Một lần nữa, hẹn tạm biệt các bạn với những video clip sau from Trillium, Melbourne, Australia. Thân chào tạm biệt các bạn.